Xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Thì trong kính máy quay là một vị khách hàng rất là quen thuộc với chúng ta rồi ạ. Đây chính là hot TikToker Ngọc Ánh. Ngọc Ánh ơi, bạn có thể gửi một lời chào đến các khách hàng đang xem livestream của DK được không? Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Ánh, mình là một khách hàng thân thuộc của DK. Dạ vâng. Nếu mà nói là khách hàng thân thuộc thì không biết là Ngọc Ánh đã sử dụng những dịch vụ gì của DK rồi nhỉ? À, hiện tại thì mình đang làm mày với làm môi ở bên DK rồi. Dạ vâng. Thì trước khi đến với DK thì anh có thể nói qua một chút về cái tình trạng lông mày và đôi môi của mình được không ạ? Trước đấy thì lông mày của mình làm ở bên khác thì nó rất là đậm và mình không ưng cái lông mày cũ đấy của mình, nên mình quyết định là sang đây để mình xóa lông mày và mình làm kiểu dáng mới. Còn môi thì là trước đấy thì mình chưa làm môi bao giờ thì kiểu môi nó sẽ bị thâm á, nên là mình muốn là làm một cách tự nhiên. Thì hiện tại là môi mình đã làm ở bên DK rồi và mình rất là ưng ý. Thì môi của anh là làm được bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Chắc là khoảng gần 2 tháng rồi đấy. Gần 2 tháng là cái màu môi nó ổn định đúng không? Dạ, thì sau 2 tháng mà khi mà màu môi của mình sau khi làm xong ấy thì anh cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, tự tin hơn và mình không cần phải đánh son nữa. À, đây là màu môi rất là tự nhiên của mình đúng không anh? Dạ vâng. Thì anh có thể chia sẻ một chút về cái cặp mày cũ của anh trước khi anh sang đến DK là nó gặp phải vấn đề gì không? Lông mày cũ của mình thì nó đậm với cả cái dáng của nó rất là cũ rồi và mình không hề ưng cái dáng cũ đấy. Ngoài ra thì cái chất màu của nó làm mặt của mình nó bị tối á, nên là mình không có ưng. À, là nó có bị trổ và là theo công nghệ cũ là công nghệ phun xăm đúng không? Dạ vâng. Chứ không phải là cái công nghệ đi sợi như lần này anh thực hiện tại DK đúng không? Dạ vâng. Vâng, đấy thì anh nhá, với cái cặp mày hiện tại thì chắc là anh cảm thấy như thế nào, có hài lòng hơn không? Ui, mình phải nói là mình đợi chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Mình đi xóa xăm ở bên này, đi xóa xăm lông mày ở bên này rồi và cũng phải xóa mất một thời gian thì mình mới xăm lại được. Nên là cái lúc mà làm xong thì mình cực kỳ ưng. Cái lúc mà chị ấy vẽ thôi là mình đã ưng lắm rồi. Hoàn toàn ưng dáng mày này đúng không ạ? Dạ vâng. Và như chúng ta cũng có thể thấy là mặc dù anh vừa thực hiện headshot xong nhá. Và ống kính có thể zoom cận một chút cho em được không ạ? Đây ạ, đây là cặp lông mày của anh, mặc dù là vì cũ là của lông mày thật của anh là cũng không được nhiều lắm, nhưng mà những góc bên khác thì sẽ bảo là chúng ta sẽ không thực hiện đi sợi được, nhưng tại DK thì hoàn toàn thực hiện đi sợi bình thường. Chúng ta có thể thấy là sợi mày vẫn rất là bay bổng tự nhiên và anh đã thực hiện là hút và sửa lông mày tại DK. Thế thì anh có thể nêu một chút cái cảm nhận trong cái quá trình làm mày tại DK thì anh thấy như nào không nhỉ? Đầu tiên về hút mày thì mình thấy rằng là bên DK rất là tiện lợi, bởi vì mình chỉ cần hút một tuần thôi là tuần sau mình có thể đi hút được rồi. Ngoài ra thì không cần phải là kiêng kem hay gì cả, mình đi quay, mình đi diễn thì vẫn có thể là các bạn vẽ vào như bình thường, chụp ảnh mà make up hoàn toàn bình thường. Dạ, đúng không? Không phải kiêng kem, rất là tiện lợi luôn. Và cái thời gian hút giữa các lần là tại DK là hiện tại là rút ngắn rất là nhiều, chỉ có 7 ngày, 5 đến 7 ngày là chúng ta có thể thực hiện hút cho lần tiếp theo rồi. Thì không biết là với cái thời điểm mà Tết đến cận kề này thì anh có lời nhắn nhủ gì đối với khách hàng mà đang theo dõi livestream hôm nay không? Mình mong rằng là Tết đến rồi thì các bạn hãy sắm sửa cho mình một đôi môi và một lông mày thật là xinh đẹp để đi chơi Tết này. Vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ của Ngọc Ánh nhá. Thì mong là anh sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK nhá. Tất nhiên rồi ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh hôm nay. Và các bạn như muốn có một đôi môi thật là xinh đẹp này và cặp lông mày thật là ưng ý như Ngọc Ánh thì hãy nhanh tay inbox cho fanpage của DK để được tư vấn cũng như để giữ được những cái ưu đãi tốt nhất từ DK nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.